Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yan Around của kênh truyền hình Yan TV. Chuyên mục Top Movie, chúng ta sẽ được gặp gỡ các diễn viên điện ảnh Trịnh Hội, Ngọc Lan, Bình Minh, Thái Hòa trong buổi chiếu ra mắt bộ phim 14 ngày phép tại rạp Megastar. Cùng gian đột kích vào trường quay của bộ phim truyền hình Nhất Quỷ Nhì Ma, xem các ngôi sao tuổi teen của chúng ta đang thực hiện những cảnh quay của mình như thế nào. Tại sao các ca sĩ người mẫu đổ xô đi đóng phim? Hãy nghe đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bình luận về vấn đề này. Tại sao mà trường hết chúng ta dạy diễn viên như thế nào mà để bây giờ để cho những người mẫu ca sĩ lại có việc làm nhiều hơn diễn viên? Chúng ta sẽ không bàn về vấn đề này nữa. Và cùng thưởng thức bộ phim Bom Tấn sắp ra mắt vào tháng 11 với tựa đề 2012. Một vở kịch được đánh giá là dấu son thứ hai về kịch lịch sử sau Bí Mật Vườn Lệ Chi được diễn ra tại rạp hát Bến Thành, mang tên Ngàn Năm Tình Sử. Hãy cùng gian khám phá quá trình chuẩn bị cho album vô hai của ca sĩ Trịnh Thiên Vương, thành viên cũ của nhóm MTV. Bạn là người quan tâm đến thời trang, vậy chắc hẳn bạn không thể bỏ qua buổi tiệc sinh nhật lần thứ hai của Levi's Store Nguyễn Trãi. Hãy cùng nhà thiết kế Cường Thịnh và chuyên gia thời trang Ánh Phạm điểm qua xu hướng thời trang thu đông Levi năm nay trong chuyên mục Fashion Police. Tôi liên tưởng tới thập niên 80. Cái sporty fashion nó rất là nổi tiếng. Và cuối cùng, để thoát khỏi không khí ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn, chúng ta hãy cùng YONV đến thăm một thành phố biển bình yên và xinh đẹp nhé. Down around, turn your arm begins now. Các bạn thân mến, ngay bây giờ đây Duy Hải nghĩ rằng tất cả quý vị và các bạn đang rất nóng lòng háo hức muốn biết những sự kiện nổi bật của tình hình giải trí Việt Nam trong tuần qua, đúng không ạ? Vậy thì xin mời các bạn cùng dạo quanh một vòng với chương trình Yan Around. Vào tối 21 tháng 4 vừa qua, hãng phim Chánh Phương đã tổ chức lễ ra mắt bộ phim 14 ngày phép tại tòa nhà Paragon quận 7. Và tiếp nối thành công của bộ phim Dòng Máu Anh Hùng do ekip sản xuất chuyên nghiệp có kinh nghiệm làm phim ở Hollywood thực hiện, 14 ngày phép là bộ phim truyện nhựa thứ hai của hãng phim Chánh Phương với 3/4 ekip làm phim là Việt Kiều Mỹ và Úc như đạo diễn, biên kịch Nguyễn Trọng Khoa, nhà sản xuất Jimmy Nghiêm Phạm và Cathy Linh Vũ. Bộ phim được tiết lộ có sự đầu tư lên tới 300.000 đô la Mỹ và cũng ghi dấu ấn của đạo diễn Việt Kiều Nguyễn Trọng Khoa lần đầu tiên làm phim tại Việt Nam. Với hai mối cảnh chính là Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long, đạo diễn kim tác giả Nguyễn Trọng Khoa muốn đưa đến cho khán giả hai khung cảnh đối lập, một là nhộn nhịp đầy màu sắc của thành thị và một là êm đềm và thơ mộng của nông thôn. Thưa đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa, cái cảm giác của anh thế nào khi mà anh ra mắt lần đầu tiên ra mắt phim Việt Nam? Rất vui là đây với khán giả và bạn bè và ekip của mình ở đây. Với rất nhiều khách mời, anh em nghệ sĩ rồi phóng viên báo chí rất quan tâm đến 14 ngày phép. Vậy cảm giác là anh có tin tưởng vào phim này không? Thì đó là để cho khán giả họ quyết định là thích hay là không. Tất nhiên anh em mình là người trong cuộc thì chắc chắn phải tin rồi đúng không? Vâng, rất mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ phim 14 ngày phép. Hey MTV. Ôi trời ơi. Lứa tuổi học trò hồn nhiên trong sáng với những trò quậy phá thật là nghịch ngợm, tất cả những điều đó đều là kỷ niệm thật đẹp của thời học trò đúng không Yumi? Và những điều đó đã được đề cập trong 30 tập của bộ phim Nhất Quỷ Nhì Ma do công ty truyền thông TV Plus phối hợp cùng với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Trong phim thì quy tụ rất là nhiều những ngôi sao tuổi teen như là Minh Nhi nè, Ba Dô, Phương Trinh và cả siêu mẫu Hàng Long nữa. Quên nữa, chúng ta còn có thể gặp lại anh Bo Đen Trường với vai trò là diễn viên. Và nhân vật anh Bo Đen Trường thể hiện trong phim này thì cực kỳ hay luôn. Chị Hải Dung My, và tại sao tất cả quý vị và các bạn lại ngồi nơi đây nóng lòng chờ đợi bộ phim mà không cùng Duy Hải và Dung My đến tại trường quay xem thử ekip của bộ phim thực hiện như thế nào nhé? Hiện giờ thì Long đang có mặt tại phim trường Nhất Quỷ Nhì Ma. Và rõ ràng ở đây có những diễn viên rất là hot, các bạn không biết ai rồi đúng không? Đó là Bizo và Đông Nhi. Còn bây giờ thì Long sẽ không nói thêm nữa, mà các bạn hãy theo Long để gặp gỡ những ngôi sao đó. Nhất Quỷ Nhì Ma là bộ phim đầu tiên mà nói về tuổi học trò, tuổi teen. Và lứa tuổi thì khác nhau nhưng cùng chung là một cái lớp 12. Thực chất ra là lúc đầu Kỳ Thư không hề thích Hoàng Huy một tí nào cả. Và cái người mà Kỳ Thư mong đợi là trở thành mã hoàng tử Kỳ Thư lại là Thầy Viên Tuấn. Tức là do anh đang trường vũ vai cơ. Rồi sau đó thì Kỳ Thư có tình cảm với Hoàng Huy. Và Hoàng Huy có tình cảm với Kỳ Thư không nhỉ? Kỳ Thư
cũng đáng yêu đó. Đáng yêu đó. Lại cũng dễ thương nữa. Thế là lại biết lúc này thì Kỳ Thư đá mình luôn. Phương Trinh đảm nhiệm vai Kiều Ly trong phim Nhất Quỷ Nhì Ma. Vai này là một vai của nàng tiểu thư rất là chảnh chọe, nhà giàu rất là điệu đà, xong rồi sau đó lỡ lầm, xong rồi mang một cái chiếc. Thì họ diễn rất là nghiêm túc và họ làm việc rất là thăng say. Xin chào các bạn của Giang TV. Chỉ cần xem lướt qua danh sách casting của bộ phim Nhất Quỷ Nhì Ma thì chúng ta có thể thấy rằng số lượng diễn viên nghiệp dư tay ngang bắt nguồn từ người mẫu và ca sĩ tham gia khá là nhiều so với những diễn viên được đào tạo bài bản. Và đây cũng chính là thực trạng hiện nay của nền điện ảnh cũng như phim truyền hình Việt Nam. Nhưng liệu anh Anh Đông có đồng ý không? Mà không bao giờ có hai người thì mình mới đi tuyệt như vậy. Phụ thuộc rất nhiều vào việc tăng sản phẩm của công ty. Tại vì anh sợ ma. Điều gì thu hút bạn nhất khi xem một bộ phim có các ngôi sao ca nhạc và người mẫu thời trang tham gia? Đáng lý là nó không có điều rất là đáng mừng. Nói đến vấn đề này là mình cảm thấy rất là hơi dị ứng một chút. Khi mà điện ảnh phát triển và cái những cái nhân vật trong điện ảnh nó không cung cấp đầy đủ người á, thì những người làm điện ảnh phải đi tìm những cái người ở các ngành nghề khác. Và khi điện ảnh phát triển thì cái sự hấp dẫn của điện ảnh nó mới là thu hút được những người khác yêu quý và họ tham gia vào. Còn nếu tôi nghĩ nếu mà điện ảnh không có phát triển hay không có hấp dẫn gì hết thì bản thân mình muốn mời họ chưa chắc họ đã nhận lời. Vừa đẹp nè, vừa hát hay và vừa cũng thật thành, rồi vừa cũng là thần tượng của mình. Lấn sân như vậy mình cảm thấy mất đi cái tính chuyên nghiệp của từng lĩnh vực. Tôi chỉ cần thấy anh sợ là tôi biết khán giả cũng sẽ sợ. Bạn nghĩ gì về diễn xuất của các ca sĩ và các người mẫu lớn sân sang lĩnh vực điện ảnh? Thật sự ra thì cũng không có gì hấp dẫn mình, nhưng thực ra mình cũng muốn biết là cái khả năng của họ khi mà họ lớn sân như vậy thì nó tới đâu. Điều thu hút là để xem cái thần tượng của mình chuyển sang cái lĩnh vực khác như thế nào. Thì thật chất nhiều người cứ nghĩ là để kêu gọi những cái người đó làm cho nó đẹp màn ảnh hay là nó có thêm fan hâm mộ của từ bên ca nhạc qua, nhưng mà thật chất thì không có phải. Cái vấn đề vẫn là cái vấn đề là nó phù hợp vai và nó có một cái gì mới và cái nền điện ảnh hay không. Các bạn đang xem chương trình Yan Around trên kênh truyền hình Yan TV, đừng rời mắt khỏi màn hình nha, bởi vì sau chương trình quảng cáo chúng ta sẽ quay lại ngay thôi.